Rồi chúng ta sẽ cấu hình cái DHCP server bài số 2 ha, cấu hình DHCP server. Như vậy tại đây các bạn sẽ mở cái DHCP lên và nó đang có một cái role, cái scope sẵn rồi. Thì các bạn sẽ đổi cái scope này lại default gateway theo đề 10.10.0.1 10.10.0.10 địa chỉ bắt đầu chấm 100 và chúng ta cấp 100 địa chỉ lưu. Nó sử dụng cái pool đầu tiên để nó cấp phát. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái máy client. Chúng ta xem thử là nó đã nhận được IP hay chưa. Chấm 10.1 default gateway. Chấm 10.1 default gateway chấm 10. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi cái IP của nó ha. Rồi, chúng ta sẽ vô cái Ethernet. Nó sẽ cấp phát cho chúng ta 10.10.0.100 xịt 16. Như vậy là chúng ta đã nhận được cái IP của cái server với đúng cái cấu hình mà hệ thống đang cần. Nếu như mà các bạn muốn thêm một cái máy tiếp theo, PC tiếp theo, thì nó cũng nhận cái IP tiếp theo của chúng ta. Bấm cho nó chạy giao tiếp ha. Chúng ta sẽ chọn cái phần config là automatic luôn. Gateway automatic rồi chấm 1 đúng. Bên này nó đã lấy 101. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái phần DHCP. Bây giờ chúng ta sẽ thầy sẽ kết thúc cái bài DHCP ở đây. Câu số 2 khá là đơn giản đúng không các bạn?